Thả Như vừa tung bộ ảnh đậm sắc màu trẻ trung, năng động, trước thêm tái xuất màn ảnh rộng với phim điện ảnh Trên bàn nhậu, dưới bàn mưu. Loạt ảnh được xem là bước khởi động cho màn trở lại điện ảnh sắp tới của Khả Như. Trong tác phẩm này, cô đóng vai Du Lai, một nữ diễn viên biến hóa khôn lường nhưng không được bình thường. Nữ diễn viên kỳ vọng, vai diễn lần này mang tính bước ngoặt mới cho sự nghiệp diễn xuất. Khả Như chia sẻ, đúng là tôi thật sự không có thời gian nhiều cho bản thân, nhưng tôi học được cách yêu công việc mỗi ngày. Tôi tận hưởng khi được đi làm cái mình thích, tự tạo niềm vui và sự thoải mái. Khi rảnh rỗi, tôi ưu tiên tối đa cho bản thân. Thời gian gần đây, tôi thường xuyên về ăn cơm với cha mẹ.